Chào các bạn, Ado Câu xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu cần hai khúc chuyên câu sông, câu hồ. Cần của hãng Abu, cần Fighter. Mẫu này hiện tại Ado Câu có hai cái size là 2m7 và 3m. Cái này là 3m. Cây này là 2m7, 2m7 là 902, còn 3m là 1002. Cây cần được làm, cây cán cần được làm bằng cord là lên keo. Cây cần này lên keo bảo vệ cây cán cần rất là đẹp. Keo rất là bóng và cứng, rất là sạch. Và các bạn mà đi câu mồi mà bằng cám á, nó thường hay dính cái tay, các bạn cầm á, thì nó sẽ dính vô cái cán. Mà cái cán là thường cán Iva hay là cán bần mà chưa lên keo thì nó dính vô đó, nó bám rất là dơ, các bạn lau chùi nó cũng không được sạch. Với cái cán mà đã lên keo như thế này, các bạn chỉ cần thấm nước cái khăn ướt thì các bạn lau một phát ra nó sẽ sạch bóng và bảo vệ được cái cán cần không bị dán nó gặm. Mà khi mà các bạn ít đi câu, các bạn để ở nhà thì cái cần là dính cám hay là dính mò câu, dán nó hay bò lên nó gặm nát cái cán luôn. Dưới cái đít cần là được làm bằng cái mũ rất là cứng. Khi các bạn đi câu, các bạn hay thả cái cần xuống đất thì cái cục này nó sẽ bảo vệ cho cái cần của các bạn. Cái cần được làm bằng bát thường. Cái này là bát thường thôi, chất liệu carbon, từ cái bát D3 xuống tới cái chốt bát máy là bằng chất liệu carbon hai da, chất liệu carbon hai da caro rất là đẹp. Khoen Fuji xích, trân ca. Chất liệu carbon sắn ít toàn thân. Cây cần này có thông số là 9002 SB, và cây này là 2m7, chiều dài là 2m7 nè, hai khúc. Tải mồi là từ tải chi là từ 5 đến 100g. Cái này là cái thông số của cây cần. Thực chất cây cần này có thể tải mồi được đến 200g đó các bạn. Link là từ 20 đến 40 bao. Nó tầm phải 18kg, 18kg 4. Đây là cái khúc đọt của cây cần. Đây, khoen Fuji xích, chất liệu carbon sắn toàn thân rất là đẹp. Chất liệu carbon rất là đẹp, màu đen xám. Cây cần có tất cả là 7 khoen. Cây 2m7. Cây 3m là 8 khoen. Đọt cần 3 ly. Đọt cần 3 ly, đầu bu chống xoắn. Cây này thông số tải chì ở trên cái cần để là 100g. Nhưng mà thực ra cây cần này mình tải chì khoảng 200g được rồi các bạn. Cái đọt nó là đọt hắc, đọt cứng hắc, là heavy. Nó cũng khá là cứng. Cây cần này thích hợp cho các bạn câu sông, câu hồ. Đặc biệt là các bạn đi quýnh cá bông lau, cá mè cực kỳ tốt. Cái cần này hiện tại bên Ado Câu có hai size, 2m7 và 3m. Cây 2m7 là 7 khoen, mà cây 3m là 8 khoen. Đây là cái cây 3m. Đây là 3m. Đây là cây 3m 1002. 3m.
chất liệu carbon rất là đẹp. Khoen Fuji xích. Mình vừa review xong cho các bạn một cái mẫu cần hai khúc của thương hiệu Abu. Cần có hai size 2m7 và 3m. Cán cần làm bằng chất liệu cord đã lên keo, rất là bóng, chất liệu carbon sáng ít toàn thân. Khoen Fuji xích. Cần 2m7 là có 7 khoen, còn 3m là có 8 khoen. Khoen xích chân ca rất là đẹp. Đọt cần 3 ly, đầu bu chống xoắn. Các bạn mua hàng liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên cái màn hình. Ngoài ra các bạn có thể comment để lại cái số điện thoại ở phía dưới, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Xem xong video, các bạn nhớ nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh của Adocau để được xem những cái video mới nhất từ Adocau. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.